đây là những chú cừu Ninh Thuận và cừu Canada. Cừu Canada thì màu đen các bạn. Các bạn thấy trên thân hình này. Đây là những con cừu chúng tôi sẽ được lọc ra, những con cừu đẹp nhất trong cái chuồng này. Và tiếp tục là chúng tôi sẽ bỏ lên cái xe tải vận chuyển về Hà Nội nha bạn. Những con cừu là sẽ được giao về cho Hà Nội thì chúng tôi lọc ra rất đẹp luôn. Đây là những cái con cừu tơ. Cừu tơ là từ 17 cho đến 23, 24 kg. Đấy, rất chuẩn luôn để giao cho khách làm du lịch nha bạn. Các bạn nào mà tại Hà Nội mà có nhu cầu mua cừu thì có thể liên hệ qua Tiến Đạt để mua được những con giống tốt nha bạn. Trại dê Tiến Đạt cung cấp dê giống số 1 Việt Nam. Mua ngay giống dê của Tiến Đạt để có những con giống chất lượng cao. Trại dê Tiến Đạt chuyên cung cấp dê giống Bách Thảo, dê bò lai, dê bò lửa, dê bò thuần chủng và cả cừu Ninh Thuận. Chúng tôi cung cấp dê giống trên toàn miền Bắc, miền Trung và cả miền Nam, cụ thể như là tỉnh Nam Định, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Lào Cai. Tư vấn miễn phí và giao hàng tận nơi cho quý khách hàng. Đặt ngay dê giống của Tiến Đạt để có giá ưu đãi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Tham khảo link bằng giá dê giống ngay dưới mô tả video này.